Hồi hộp nhất trong buổi tối ngày hôm nay các thầy ơi. Bây giờ em chính thức em mua cặp nhẫn vô danh. À nhầm, mua một nhẫn vô danh hệ hỏa nha các thầy. Bây giờ em sẽ hack đi thầy. Hack không? Bà cái thầy ơi. Các thầy ơi, cái này là cái gì nhỉ các thầy nhỉ? Chúng ta sẽ được được sở hữu chiếc nhẫn hệ hỏa đầu tiên của server các thầy. Là nhẫn vô danh giới chỉ hệ hỏa luôn các thầy ơi. Các thầy nghĩ sao về cả quả nhẫn này? Các thầy sẽ phát biểu em cảm nghĩ về quả nhẫn này. Lô bờ quan đây à? À gì? Mục. Vâng, chiếc nhẫn hỏa đầu tiên của server. Ok chưa? Chiếc nhẫn vô danh đầu tiên của server. Chúng ta ngồi hồi mana và chúng ta chat. Đeo thử nào, ô lết ra em đeo thử nào. Ô lết em đeo thử lắm. Thầy khác không? Điều cười. Em mượn đánh trận tống kim nha anh Thành ơi. Nhẫn của anh mà em mượn đánh trận tống kim đầu tiên cho anh Thành. À được ơi, được ơi. Ê 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